Xin kính chào quý vị và bà con Thưa bà con, sáng nay do quá trình phát xạ nhiệt vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Bắc Bộ nên không chỉ riêng Hà Nội mà hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc đều có nắng từ sớm nhiệt độ giao động trong khoảng 18 đến 20 độ Từ đêm nay và ngày mai Hoạt động của trường phân kỳ Tây Bắc đã chuyển dần sang trường gió Tây nên tình trạng phát xạ không còn diễn ra mạnh mẽ nữa. Vì vậy nhiệt độ về đêm và sáng sớm sẽ tăng từ 2 cho đến 3 độ so với đêm hôm qua và trạng thái rét buốt sẽ suy giảm đáng kể, đặc biệt là tại các tỉnh miền núi. Cũng trong ngày mai, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung nhưng cường độ của nó không quá mạnh cho nên khu vực Bắc Bộ ngày mai sẽ tiếp tục có nắng nhẹ, nhiệt độ là từ 19 cho đến 21 độ. Thời tiết tương đối thuận lợi, vì vậy bà con nên tranh thủ thời gian này để vệ sinh đồng ruộng dẫn nước vào chuẩn bị cho mùa vụ mới. Với các tỉnh thành miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc dồn xuống cho nên trong ngày mai mưa nhỏ cũng sẽ xuất hiện trở lại. Tuy nhiên thì vùng mưa sẽ tập trung chính ở các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ. Còn đối với khu vực Nam Trung Bộ thì ngày mai nắng nhẹ vẫn xuất hiện. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở khu vực Bắc Trung Bộ là từ 18 cho đến 21 độ, Trung Trung Bộ từ 23 cho đến 25 độ và tại Nam Trung Bộ là từ 27 cho đến 29 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ít mưa, ngày nắng, kèm với đó thì độ ẩm ban trưa xuống khoảng 50 đến 60% khiến cho thời tiết khu vực thêm phần khó chịu. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Tây Nguyên là từ 25 cho đến 27 độ, còn tại Nam Bộ dao động từ 29 cho đến 31 độ. Thưa bà con, miền Bắc đang chuẩn bị bước vào vụ đông xuân. Với vụ này, ốc bưu vàng là đối tượng dịch hại nguy hiểm đối với lúa mới cấy trong một vài năm trở lại đây, đặc biệt là các chân ruộng trũng. Nếu bị ốc biêu vàng gây hại nặng sẽ khiến cho lúa bị giảm mật độ, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất vào cuối vụ. Chính vì vậy để phòng trừ ốc biêu vàng gây hại cho lúa trước vụ cấy thì bà con nên áp dụng một số biện pháp sau đây. Trước khi làm đất thì cần vệ sinh đồng ruộng, dọn dẹp sạch cỏ dại ven bờ bao, thu nhặt tiêu hủy ổ trứng ốc. Đây là nơi ốc cư trú lây truyền sang vụ sau. Dùng tay hay là dùng lưới cào bắt ốc. Khi gieo xạ thì nên đánh rãnh thoát nước để ốc tập trung vào rãnh sau đó tiến hành bắt cắm cọc ở các vùng trũng nhử ốc lên đẻ trứng để tiêu diệt khi đưa nước vào ruộng cấy thì cần phải sử dụng lưới chắn ba lớp để ngăn chặn ốc xâm nhập dùng mồi để dụ ốc tập trung ăn và bắt Tiến hành quay ruộng có ốc cho vịt bị bỏ đói vào ruộng, vịt sẽ mò bắt hết ốc nhỏ và trứng trong ruộng. Phun các loại thuốc hóa học trừ ốc biêu vàng cho lúa với nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất in trên bao bì sản phẩm. Nên phun thuốc vào lúc sáng sớm hoặc là chiều mát là lúc ốc biêu vàng hoạt động mạnh nhất để tăng hiệu quả của thuốc. Tiếp theo xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các vùng trên cả nước. Tại phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, về đêm và sáng không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây và có nắng, trời có gió nhẹ. Trời rét đậm rét hại, vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao là dưới 7 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 cho đến 21 độ. Phía đông bắc bộ trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hừng nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, trời giật đậm sét hại, nhiệt độ thấp nhất tại đây là từ 9 cho đến 12 độ, vùng núi dao động từ 6 cho đến 8 độ, còn nhiệt độ cao nhất là từ 17 cho đến 20 độ. Đến với khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, tại đây trời nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Nam. Gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 11 cho đến 13 độ, phía Nam là từ 13 cho đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 18 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận. Tại phía Bắc, trời nhiều mây, có mưa nhỏ dài rác. Còn phía Nam thì phổ biến ít mưa ngày nắng. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất tại phía Bắc là từ 17 cho đến 19 độ. Phía Nam từ 21 cho đến 23 độ. Còn nhiệt độ cao nhất là từ 23 đến 26 độ. Riêng cực Nam là từ 27 cho đến 29 độ. Đến với khu vực Tây Nguyên, Mây thay đổi, phổ biến ít mưa ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 cho đến 16 độ, còn nhiệt độ cao nhất tại đây là từ 24 cho đến 27 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, phổ biến ít mưa ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ, còn nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 đến 31 độ. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.